Trước năm 2030, vùng trung du miền núi phía Bắc ưu tiên xây dựng và nâng cấp cao tốc Bắc Nam, mở thêm lối ra biển. Sau năm 2030, tăng cường kết nối Đông Tây nhằm liên kết chuỗi giá trị, gia tăng quy mô các trung tâm chế biến, sản xuất nông sản và liên kết hệ sinh thái du lịch. Thông tin tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào chiều nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp. Nhấn mạnh đến vị trí chiến lược quan trọng của vùng trung du miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quy hoạch cần có điều tra, khảo sát kỹ lưỡng, những dự án ưu tiên thì cần phải làm ngay, quy hoạch phải hướng đến đổi mới tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết vùng, tiểu vùng. Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và các địa phương cho rằng quy hoạch phải làm rõ hơn đặc trưng từng vùng và xác định phát triển kinh tế trọng tâm theo tiểu vùng, từ đó xác định mức độ ưu tiên trong lộ trình phát triển. Quy hoạch vùng trung du miền núi phía Bắc xác định tầm nhìn đến năm 2050, phát triển trung du miền núi phía Bắc theo hướng xanh, bền vững, toàn diện. Trung du miền núi phía Bắc là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ phía Bắc quốc gia, giáp các vùng kinh tế lớn. Song kết nối hàng không, hàng hải hạn chế, địa hình chia cắt, kết nối giao thông kém. Trung du miền núi phía Bắc giàu tài nguyên, có cảnh quan đặc sắc, có sự đa dạng về văn hóa. Song đây là khu vực chất lượng lao động thấp, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ngày càng tụt hậu so với trung bình cả nước. Tăng trưởng kinh tế không đều, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, chênh lệch giàu nghèo tăng cao. Điều này đòi hỏi quy hoạch vùng phải phá vỡ những điểm nghẽn, xây dựng một mô hình phát triển phù hợp, tận dụng lợi thế vùng, kết nối, liên thông phát triển bền vững, toàn diện. Thưa quý vị, theo kế hoạch, chưa đến một tuần nữa thì hai dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 gồm cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ phải hoàn thành sau 3 năm thi công. Đến thời điểm này, nhiều hạng mục trên công trường đang được gấp rút thi công, sẵn sàng cho việc thông tuyến, phục vụ người dân miền Tây Nam Bộ đi lại thuận lợi ngay trong dịp Tết Dương lịch 2024 tới đây. Dù thời tiết nắng nóng nhưng không thể cản trở sự quyết tâm cao độ của các nhà thầu thực hiện gói thầu XL03 của dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Đến thời điểm này, khối lượng hoàn thành đã đạt trên 97% và các nhà thầu đang tập trung nhân lực máy móc để các hạng mục về đích đúng kế hoạch. Các nhà thầu trong liên danh của gói XL03 thì đang tăng cường thi công 3 ca bốn kiếp để nhằm đảm bảo kế hoạch thông xe ngày 24/12 sắp tới. Tại gói thầu XL02, dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, nhà thầu Tổng Công ty Trường Sơn cũng đang huy động các thiết bị máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Sau nhiều tháng phải thi công cầm chừng vì thiếu vật liệu cát và vật tư vật liệu khác, đến nay mọi khó khăn đã được giải quyết triệt để và nhà thầu tự tin sẽ hoàn thành gói thầu trong ngày 22 tháng 12 tới đây. Tất cả mọi khó khăn vướng mắc trên công trường ấy, thì Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đều tháo gỡ hết rồi. Và nhà thầu thì đang tập trung về đích thôi. Và toàn bộ vật tư vật liệu thì huy động đủ trên công trường, cho nên là sẽ về đích đúng tiến độ. Tại dự án cao tốc Mỹ Thuận 2, những mét bê tông nhựa cuối cùng cũng đã được trải thảm. Song song với đó, các nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục an toàn giao thông như là hộ san, sơn kẻ đường, biển báo chỉ dẫn, hệ thống chiếu sáng. Cầu Mỹ Thuận 2 được xem là điểm nhấn của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và đây là cây cầu dây văng lớn nhất do nhà thầu Việt Nam thiết kế thi công đến thời điểm này. Cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có tổng chiều dài gần 30 km và khi đi vào hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ từ 3,5 giờ sẽ chỉ còn 2 giờ. Thưa quý vị, đến thời điểm này, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đang dần hoàn thành và các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã được khởi công đồng bộ ngay từ đầu năm. Tổng nguồn vốn cho cả hai dự án, cả hai giai đoạn là vào khoảng 287.000 tỷ đồng và luôn là nguồn vốn lớn nhất phải giải ngân của ngành giao thông vận tải hàng năm. Riêng năm 2023, theo kế hoạch phân bổ, thì dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 được giao hơn 45.200 tỷ đồng, chiếm 48% tổng kế hoạch vốn được giao cho Bộ Giao thông Vận tải. Nguồn vốn giải ngân lớn từ cao tốc Bắc Nam đang góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế hàng năm của cả nước. Những ngày cuối cùng trước khi về đích của dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hàng loạt thiết bị máy móc công nhân được huy động tối đa, làm 3 ca 4 kíp bất kể ngày đêm. Theo Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải, giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo tiến độ ngoài cung cấp đầy đủ nguồn nguyên vật liệu thì công tác tài chính phải đặt lên hàng đầu. Chủ đầu tư phải giải quyết nhanh, triệt để việc quyết toán ngay tại hiện trường.
Đây là mấu chốt của câu chuyện giải ngân vốn của cao tốc Bắc Nam. Để mà đảm bảo cái duy trì cái tiến độ thi công ấy, thì cái khâu tài chính cho nhà thầu thì chúng tôi đã giải quyết triệt để, hỗ trợ tối đa tài chính, chuyển hết toàn bộ, gần như toàn bộ tiền giữ bảo hành, tiền tạm giữ quyết toán về nhà thầu, kịp thời giải quyết trên hiện trường các cái thủ tục phê duyệt điều chỉnh phát sinh để đảm bảo nhanh nhất, kể cả khối lượng đang thi công và cũng để đảm bảo nhanh nhất cái công tác nghiệm thu. Tóm lại là cái khâu tài chính là đang được giải quyết một cách nhanh nhất cho nhà thầu. Với việc giải ngân 45.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bắc Nam trong năm 2023, có nghĩa mỗi tháng bình quân dự án này phải tiêu số tiền 3.700 tỷ đồng. Đây là áp lực rất lớn, bắt buộc các công trường phải có khối lượng, sản lượng thi công thực tế. Xây dựng các cái kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng, từng quý, xác định cái nhiệm vụ giải ngân đối với từng dự án, xây dựng đường, xác định cái đường găng giải ngân, đẩy nhanh hoàn thiện các cái thủ tục để thanh toán ngay khi có sản lượng, và cũng đề xuất các cái giải pháp, các cái cách làm với tư duy mới để làm sao mà quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 được Bộ Giao thông Vận tải giao. Để mà có thể giải ngân được, hiện nay chúng tôi cũng đang tìm cái cách để đưa, ví dụ như là đưa ra mô hình quản lý dự án nào hợp lý ở trên công trường để làm sao thuận lợi cho cái việc mà giải ngân một cách nhanh nhất cho nhà thầu, và cũng có thể là để đáp ứng theo đúng những cái mục tiêu, những cái yêu cầu của Bộ đã giao. Năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân 43.000 tỷ và tăng lên 54.000 tỷ trong năm 2022. Phần lớn số vốn này đều được giải ngân từ các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Năm 2023 này, với việc giải ngân 94.000 tỷ đồng, trong đó 48% là vốn cao tốc Bắc Nam, mới thấy được vai trò quan trọng của dự án này trong tổng thể giải ngân vốn của ngành. Và bắt buộc tất cả các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu phải thật sự vào cuộc. Chúng tôi quán triệt tất cả các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án phải tăng cường cái trách nhiệm cá nhân, thực thi công vụ phải hiệu lực hiệu quả, phải sâu sát, phải bám sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng, trong quá trình tháo gỡ các cái khó khăn về vật liệu xây dựng, và cũng quán triệt quan điểm là không đánh đổi chất lượng vì mục tiêu tiến độ. Đây là một thông điệp rất rõ ràng của lãnh đạo Bộ. Tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm của Bộ Giao thông Vận tải cao hơn mức trung bình cả nước và là một trong hai bộ cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 15%. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng cho rằng, xét theo nhóm dự án, giá trị giải ngân quý 1 năm 2023 tập trung vào các dự án cao tốc Bắc Nam với giá trị gần 12.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 80% giá trị giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải. Con số này một lần nữa khẳng định sự dồn sức cho cao tốc Bắc Nam, và chính các dự án này cũng đang góp phần tạo động lực cho tăng trưởng chung của cả nước. Ngay trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, người dân phương tiện đã đi lại thuận lợi hơn bởi hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam là Mai Sơn Quốc lộ 45 nối Ninh Bình với Thanh Hóa và Phan Thiết Dầu Dây nối Bình Thuận với Đồng Nai đã được thông xe vào ngày 29 tháng 4, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ. Việc hai tuyến cao tốc ở hai cửa ngõ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành không chỉ giúp kết nối thêm cao tốc Bắc Nam để phương tiện lưu thông nhanh, an toàn mà còn mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá cho các địa phương có cao tốc đi qua. Sau hơn 2 năm thi công, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 nối Ninh Bình với Thanh Hóa đã hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương vùng dự án. Với vận tốc thiết kế 80 km/h trên 4 làn xe, cùng đường từ thủ đô Hà Nội về Thanh Hóa, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 2 giờ đồng hồ, thay vì mất hơn 3 giờ đồng hồ khi phải đi trên quốc lộ 1 như trước đây. Cảm ơn Đảng và Nhà nước là có cái đường cao tốc, là dân chúng tôi đi lại thoải mái. Để các dự án cao tốc này hoàn thành đúng kế hoạch, ngoài sự cố gắng vượt bậc của các ban quản lý dự án, các nhà thầu vượt khó thi công, thì vai trò của địa phương rất lớn trong bố trí mỏ vật liệu, giải phóng mặt bằng. Muốn tiến độ nhanh thì cái công tác xác định vị trí tái định cư, phương án bố trí cho dân để người dân đồng thuận, và khi xây dựng thì người dân đều vào nhận đất tại các cái khu mà đã được xây dựng.
Cũng trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây dài 99 km được khánh thành thông xe. Nếu tính cả tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và Dầu Dây - Phan Thiết thì chiều dài cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh - Bình Thuận đã hơn 150 km, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 2 giờ đồng hồ so với 5 giờ đồng hồ khi phải di chuyển theo quốc lộ 1. Đây cũng là tuyến cao tốc được kỳ vọng giúp Bình Thuận mở rộng không gian phát triển, có thêm những động lực đột phá mới, nhất là về du lịch. Cao tốc này đi qua địa phương là một điều rất là phấn khởi rồi, rất là vui mừng rồi. Bởi vì cái thời gian di chuyển nó nhanh hơn nhiều, kinh tế phát triển. Thế rồi cái du lịch nó nhờ có cái này mà khách quốc tế cũng như là khách trong nước đến Bình Thuận được nhiều hơn. Thế mà đã phát triển được những cái đó thì đời sống nhân dân nó góp phần cho nâng cao cái đời sống của nhân dân. Việc đi lại ấy, sẽ rất là thuận lợi, an toàn. Nó rút ngắn cái thời gian đi lại ở các tỉnh, cái địa phương đến Bình Thuận. Theo đó thì sẽ giúp cho cái việc ấy, chi phí vận chuyển nó sẽ là thấp hơn. Nó sẽ giúp cho Bình Thuận có cái lợi thế cạnh tranh tốt hơn. Thì Bình Thuận ấy, cũng đã chủ động tích cực. Chúng tôi cũng đã quy hoạch đầu tư xây dựng cái tuyến giao thông để mà kết nối lên các điểm liên thông của các tuyến đường bộ cao tốc. Rõ ràng, Đại Lộ, Sình, Đại Phú, những địa phương nằm trong vùng các dự án cao tốc Bắc Nam đã có riêng những quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, các vùng du lịch, tính toán các điểm kết nối cao tốc, quốc lộ hiện hữu và đường ven biển, tạo đà cho phát triển logistics. Đặc biệt, với các tuyến cao tốc này, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ có những cải thiện đáng kể và chắc chắn sức hút đầu tư sẽ có những bước tiến mới. Khát vọng cháy bỏng, tổ quốc thống nhất luôn ngự trị trong trái tim của người Việt, nhất là những thế hệ từng đi qua khỏi chiến tranh. Sau 48 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, tuyến cao tốc nối dài từ Bắc chí Nam đang dần trở thành hiện thực, gửi gắm khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là công trình thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân với cách làm mới, tư duy mới, ghi một dấu ấn mới trong quá trình phát triển của đất nước hôm nay. Và những hình ảnh trong phóng sự sau đây cũng sẽ là lời kết cho chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngày 1 tháng 1 2023, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 đi qua địa bàn 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. Với chiều dài hơn 700 mong muốn là được thành công tốt đẹp để cho con đường Bắc Nam được hoàn thành. Mong rằng các ban ngành cố gắng tạo điều kiện làm cho con đường chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi những người dân để có đi lại phát triển kinh tế xã hội lâu dài. Đấy là một cái mong mỏi, một cái đòi hỏi phải nói là quyết tâm hy sinh cả xương máu và vượt qua mọi cái khó khăn thách thức để chúng ta có được tự do và thống nhất đất nước. Và bây giờ độc lập, tự do, thống nhất đất nước có rồi thì cái giao thông kết nối từ Nam ra ngoài Bắc, đây là một cái công việc hết sức là quan trọng, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, nhưng mà là của tình cảm của đồng chí đồng bào. Cái tuyến cao tốc từ Cao Bằng cho đến Cà Mau là có ý nghĩa về chính trị, xã hội và kinh tế hết sức là quan trọng đối với đất nước chúng ta, đối với mọi người dân trên tổ quốc của chúng ta. Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á thì chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng, tức là phát triển về cơ sở tầng giao thông, đặc biệt là đường cao tốc, là một cái mục tiêu rất là quan trọng để mà thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Và tôi cho rằng là cái cách thức mà chính phủ chỉ đạo hiện tại cũng tập trung vào một cái định hướng như vậy, và đấy là một cái chủ trương rất là đúng, rất là trúng.